chánh lo chi quan đã đến giờ tiết dực tương lần. Chánh lo chi quan gìn giữ đạo tùy bổng binh cụ ký du xa thượng ơi. Cái này buộc không hả? Em có nghe không hả? Cái này buộc 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 không hả?
Bắn súng lên luôn. Đúng á. Mày cầm lấy mày ngủ rồi lấy bỏ đâu. Đang bèn lấy cái gì quá vậy? Bây giờ chú nửa tiếng nữa. Đây. Đó, mở con quá đứng án màn hình nó tội. Cầm dù đó hả, muốn thuốc nha. Mày đưa lên mạng thấy liền hả? Dạ, khi nào đó? Khoảng 3 giờ vậy. Dạ. Giờ với kiểu tròn mà lên. YouTube á. Tới cả 4 giờ tới lại rồi. Trong uy tín á. Dạ. Chị mấy đứa cháu bên Mỹ rồi. Nói viết chữ gì là lại. Mấy đứa nó rành. Mày cũng quay mấy clip. Hả? Quay mấy clip được 3 clip luôn á. 3 clip hả? À, từ hồi thầy cúng tới đi chôn luôn á. Dạ. Thì dài dữ rồi. Ừ. Vậy có đề tên gì không? Không, chứ viết chữ trọng là lên nè. Không phải. Thì cái này là viết chữ là lên nè. Không phải. Khỏi khỏi đề tên. Có ở gia đình nhà không? Không, không, bật lên nữa. Cái như nói tên tôi không? Khỏi. Bác viết chữ. Bác viết chữ trọng là lên nè, rồi chiều chiều mới đưa lên. Thấy trong mạng để dụ mình ở Bến Tre ở đâu là đấy à. Ừ. Giống như cái nhà mình nhìn thấy mình biết. Ở nhà mình biết bà con luôn. Như hỏi ở nhà đồng viện mà mấy ông bạn biết. Ừ. Mày cho số hả? Mày dưới về này, dưới về không? Tiền quá trời hả? Ừ. Mày già không? Tết mà, Tết giờ mình đưa tiền cho bác hàng. Em nhắn mà còn dết kìa. Thank you.
đây. Kiểu con khi thúc ơi. Số 4 rồi đâu. Rồi đi rồi, rút dây. Rồi ngang. Quá theo rồi đó. Thôi trước sau. Rút nha. Trước 5 hơn sao nha. Dây sao không trước sao còn tắt máy nữa. Ở trước có xác mà dây nha. Dạ nha. Dạ. Ôi. Lỗ rồi tới trước. Sao tới trước chú ơi, con đó rồi. Rồi rồi. Rồi. Đó, rút dây. Đây tắt á. Rồi 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 rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi thôi đừng để nhiều quá. Nhiều quá không ăn hồi á. Không đâu đâu có đậu cán. Đậu cán. Đi đậu cán mà. Đậu cán. Trước chờ liệu đó xanh qua. Rồi giải đất gì không miếng đất rồi đất đây. Rồi cái đất đào đây đâu. Trương. Đất thu đó, đất thu đó. Đất nhà nhà nên đốt rồi. Đất đó chưa? Rồi. Đất ở đâu? Đất ở đâu? Sư phụ. Đất kia chưa? Rồi nãy nãy chút mà. Chút gì để nguyên cục đất vô đi. Nguyên cục bên sinh đất đó nên tàu ra thêm trễ lên.
bỏ điện nút ra. Đốt ra để lại nguyên cục đây, để nguyên cục đó. Để lại đó cho bây giờ một chút xíu cũng được. Hồi nãy không có thấy đâu. Làm có thấy được nào đâu. Lấy chút xíu lấy một cái ra đi. Chút là. Rồi lấy xô cái cát. Anh em nghỉ để. Ê, đi đâu? Còn chút xíu vô tổng lại nha. Đi đâu?